Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là 3 bài tập giúp cho các bạn là có cánh tay thon gọn săn chắc ha. Các bạn có thể thấy cánh tay của mình nó hơi to là bởi vì mình là đàn ông nên là mình cần phải tập cho cánh tay của mình nó to ra. Còn đa số chị em phụ nữ thì cần một cánh tay thon gọn săn chắc khỏe mạnh là được rồi. Chị em phụ nữ đó thì có xu hướng tiết mỡ cánh tay nhiều hơn so với đàn ông bởi vì lượng hormone testosterone trong người chị em phụ nữ thường rất là thấp, dẫn đến đó là dễ dàng tích mỡ, đặc biệt là tích mỡ vùng cánh tay. Nếu mà bạn nào đàn ông mà có cánh tay nhiều mỡ thì các bạn cũng có thể tập luyện theo chứ không chỉ là chị em phụ nữ đâu ha. Ok, thì bắt đầu chúng ta sẽ luyện tập bài đầu tiên, đó là bài có tên gọi là cú đấm thép. Các bạn nghe tên nó rất là hùng hổ đúng không? Nhưng mà thực ra kỹ thuật nó đơn giản thôi các bạn này. Ở tư thế bắt đầu nó như thế này nha. Đây này các bạn, đấm ra trước như thế này ha. Các bạn đấm ra trước như thế này. Lưu ý một điều, khi mà các bạn đấm á thì các bạn cần phải giữ cánh tay, có nghĩa là bạn cần phải gồng cánh tay để mà sử dụng cái cơ. Thứ nhất là cái cơ tay sau, dùng lực của cơ tay sau đấm ra trước, đồng thời gồng cái cơ tay trước của chúng ta để mà giữ cho quả đấm của chúng ta thêm phần chắc chắn. Đây này các bạn thấy cú đấm của mình không? Nó không bị buông lỏng. Đó, mình đấm này, mình không bị buông lỏng này. Chứ không phải là đấm như thế này ha. Chứ không phải là đấm kiểu như thế này. Đây, đây, đấm nhưng mà thả lỏng là nó sẽ ăn rất là ít ha. Bởi vậy thì khi mà các bạn đấm á thì các bạn đấm như thế này. Các bạn đấm càng lâu càng tốt nha. Các bạn đấm càng lâu càng tốt, càng nhanh càng tốt. Và lưu ý là giữ cho cơ bắp của chúng ta được điều khiển nha các bạn. Giữ cho cú đấm của chúng ta được điều khiển càng lâu càng tốt này. Đấm như thế này ha. Giữ cho cái cánh tay của chúng ta càng lâu càng tốt, càng nhanh càng tốt. Nhưng á, nếu mà bạn mới bắt đầu luyện tập á thì các bạn đấm chậm thôi, đấm như thế này thôi. Đây, đấm như thế này là được rồi. Không cần phải quá nhanh. Từ từ chúng ta nâng cấp level lên rồi chúng ta tăng tốc cái quả đấm của chúng ta lên ha. Đó, như thế này. Quả đấm thép nha các bạn. Các bạn làm càng lâu càng tốt nha. Càng lâu càng tốt ha. Cố gắng duy trì cái nhịp điệu 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Đó, cứ đấm như thế này cho mình. Giữ cánh tay cho siết chặt cho mình. Đây. Đó. Đó là cái bài tập đầu tiên. Nhớ, càng nhanh càng tốt, càng lâu càng tốt. Ở cái bài tập thứ hai đó là bài Jack. Tại sao mà mình lại nói là bài Jack? Thực ra là bài này là biến thể của bài Zoom Jack như thế này. Đó. Nhưng mà chúng ta hôm nay chỉ tập phần cánh tay thôi. Thì chúng ta không zoom, tức là chúng ta không có nhảy, mà chúng ta chỉ tập phần cánh tay thôi. Nó như thế này nè các bạn. Ở tư thế bắt đầu nó như thế này ha. Đây nè các bạn. Lên, xuống, lên, xuống. Đây là mình đang làm chậm nha các bạn. Hai cánh tay khi lên không chạm vào nhau, khi xuống khép lại bình thường. Không chạm vào nhau, xuống bình thường, lên nhanh. Đó, như thế này, các bạn không cần phải nhảy đâu. Khi mà các bạn thực hiện bài tập Jack này á thì lưu ý đó là các bạn ngồi cũng được, các bạn quỳ xuống cũng được, các bạn đứng cũng được ha. Chúng ta chỉ thực hiện ở phần cánh tay thôi nên là các bạn không cần phải lo lắng. Các bạn làm chậm thôi nha. Nếu mà bạn nào mới tập thì làm chậm, còn bạn nào mà là tập nhanh rồi á, điều khiển được phần cánh tay chúng ta linh hoạt á thì các bạn có thể làm nhanh. Bởi vì á, làm bài này nó rất là mỏi các bạn. Mình làm quen mà mình cũng khá là mỏi đó. Phê lắm các bạn ơi. Càng lâu càng tốt, càng nhanh càng tốt nha. Bạn nào làm mới tập thì làm chậm thôi, bạn nào tập lâu thì làm nhanh. Như mình là nhanh lắm rồi các bạn, như mình là khá nhanh rồi đó. Các bạn làm càng lâu càng tốt ha. Cực kỳ phê cánh tay luôn các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái bài thứ ba nha các bạn. Bài thứ ba có tên gọi đó là bài đại bàng giang cấn. Nghe tên nó rất là hổ báo cáo trồn đúng không các bạn? Nhưng mà thực ra cái bài này nó cũng đơn giản thôi. Nó như thế này nè các bạn. Bắt đầu ha, ở tư thế bắt đầu này. Này này, coi cánh tay của mình ha. Đây, như cánh tay là như cái đại bàng không? Đây này, đại bàng giang cấn này. Vô. Chậm này các bạn, làm chậm này. Vô. Tới đây. Ra. Vô. Ra. Vô. Ra. Các bạn làm như thế này ha. Đó.
giống như đại bàng nó vỗ cánh vậy đó các bạn. Đó, các bạn lưu ý là cố gắng đừng cho cái cánh tay đập vào nhau nha, làm nhưng mà càng nhanh càng tốt ha, đừng để cánh tay nó đập vào nhau. Đây các bạn, đó, đại bàng giang cánh nha các bạn, càng nhanh càng tốt ha. Bạn nào mà mới luyện tập á thì làm nhẹ thôi, làm chậm thôi, bởi vì các bạn không đủ sức làm nhanh, mà làm nhanh thì các bạn mau mệt, rất là mau mỏi tay. Nên nếu mà các bạn mới tập thì làm chậm như thế này thôi ha. Còn nếu mà bạn nào mới tập lâu rồi á, càng lâu thì càng làm nhanh như thế này cho mình. Thực ra là đây là những cái bài tập mà nó thiên về là hit cường độ cao, tập cho cánh tay của chúng ta. Cũng giống như cái việc mà các bạn chạy bền ấy, các bạn chạy với cường độ chậm và nhanh thì nó đều giúp cho các bạn là đốt mỡ, cơ bắp săn chắc ở phần chân của chúng ta và cơ bắp săn chắc toàn thân. Nhưng đây là chúng ta tập chỉ mỗi phần cánh tay chúng ta săn chắc thôi, thì đây gọi là hit hay là gọi là cardio cánh tay ha. Các bạn tập như thế này ha, càng lâu càng tốt, càng nhanh càng tốt nha các bạn. Hai tay không được chạm vào nhau. Đây, như thế này, 1, 2, 1, 2. Không cần cân thời gian đâu, mệt thì nghỉ thôi, đuối thì nghỉ thôi các bạn. 2 phút, 3 phút, 5 phút, càng lâu càng tốt, không sao cả. Vô. Bài này nó mệt cánh tay các bạn, nó tác động toàn bộ phần cánh tay của chúng ta luôn á. Oh, đấy, xong rồi ha. Khi mà các bạn muốn có cánh tay săn chắc và cơ bắp một tí đó, thì các bạn có thể dùng ngay sản phẩm soy protein của mình. Đây, thì nó sẽ giúp cho bạn là tăng cơ bắp săn chắc hơn, cũng như là đốt mỡ ha.